Sáng nay, trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên tổ chức kỷ niệm 25 năm nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Hải Hưng thành trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự chúc mừng và trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban dân tỉnh cho nhà trường. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Sau 25 năm nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm Hải Hưng thành trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên và giờ là trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, sau khi hai trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên sát nhập với trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên vào năm 2019, trải qua nhiều giai đoạn với những tên gọi khác nhau, trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao và nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Hiện trường có 4 khoa, 4 phòng, một trung tâm ngoại ngữ tin học, một cơ sở thực hành là trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên, hiện đã có 15 lớp với trên 400 học sinh. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời tri ân đến các thế hệ giáo viên, giáo chức của nhà trường, ghi nhận những công hiến quan trọng của các thế hệ giáo chức, người thầy của những người thầy. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của nhà trường, đồng thời khẳng định trường đã hoàn thành sứ mệnh quan trọng là đào tạo bồi dưỡng trang bị kiến thức cho đội ngũ giáo viên, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, đứng trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, trau dồi kỹ năng kiến thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dạy nghề dạy người. Với những thành tích đạt được qua các thời kỳ, trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.